Thầy trò chúng ta sẽ nghiên cứu bản chất khi cho FeC3 vào dung dịch H24 đặc nóng. Thì ở đây em nhớ thầy như sau. Khi người ta cho sắt và hợp chất của sắt đi tới dùng với h 4 đặc nóng. Thì đây mình sẽ chia làm hai loại. Em hãy nhớ luôn luôn nhớ thầy như sau. À, sắt và hợp chất của sắt khi tới dùng với H4 đặc nóng thì nó sẽ về muối sắt 3 Fe2 e 43 Ok chưa? Yeah. À. Và lưu ý đây đó là gì? Chúng ta trước khi chúng ta biết được cái 4 đặc có thể sinh khí hay không thì chúng ta hãy nhớ cho thầy như sau. Chúng ta dùng quy tắc xác định số oxy hóa. Góc này là trừ hai góc axit thì tổng bằng 0 thằng này dương 2. Em hiểu như thế này. Nếu ở đây sắc của chúng ta tăng lên được thì H4 sẽ giảm xuống, còn nếu mà nó không tăng thì H4 sẽ không sinh F2 đâu. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Cái khó nhất của mình đó là cái ghi cái vương trình có SO2 không. Thì nói lại nha, vì sắt chúng ta tăng từ 2 đến 3 thì 24 chúng ta sẽ giảm xuống từ 6,4. Vậy điều này cho tỏ nó sinh SO2 và nước. Thế đây trừ 2 nhân 2 trừ 4 này, để tổng bằng 0 cộng 4 này. Cộng cho 2 ô. Nhưng em để ý là gì? Trong này chúng ta còn một nguyên tố nữa là C. Thì bản chất là C3 cũng tác dụng với H này để biến thành CO2 và nước. Các bạn hiểu rõ vấn đề không ạ? Ok, về phương trình các bạn nào ý kiến gì hay không? Về phương trình các bạn nào ý kiến gì không ạ? Ok, bây giờ thầy giải thích rõ cho bạn chỗ này. Cái mấu chốt đây là chúng ta quan trọng là cái thằng C có thay đổi hay không. Bởi vì C nó nằm trong hợp chất khác nhau rồi. Thì bây giờ thầy chỉ bạn như thế này. Cả cái góc CO3 là trừ 2, thì thằng này là trừ 2 này. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6 để tổng bằng trừ 2 thì chỗ này là dung 4 đây trừ 2 trừ 2 nhân 2 là trừ 4 để tổng bằng 0 thì thằng này dùng 4 luôn điều này nhớ tỏ là C không đổi hiểu vấn đề không C không đổi còn x của chúng ta là từ 6 về mấy từ 6 về 4 là giảm đó hôm hôm trước thầy có dạy cho bạn là thầy có chơi với bạn cách dùng rồi giữa hai cái chúng ta thấy là chỗ này nó tăng nó đóng vai trò là chất khử còn này giảm đóng vai trò là chất oxy hóa À, trong hai FE em chọn một FE và trong 2 S thì em chọn một S là xong. Như vậy chúng ta thấy là trong công thức của thầy thì sẽ không áp dụng cho axit bao giờ mua nước. Như vậy trong trường hợp này FeC3 là muối và Fe2S4 tất cả ba lần cũng là muối. Nếu mà có hai muối thì chúng ta sẽ canh tranh cử dựa vào số nguyên tử thay đổi thằng nào nhiều hơn chúng ta ưu tiên. Đây một Fe đây hai Fe. Như vậy thầy sẽ chọn Fe2S4 tất cả ba vì nhiều nguyên tử hơn. Còn giữa H4 đặt với H2 thì sẽ chắc chắn chọn H2 rồi Vì lý do rất đơn giản thôi Vì H2 là oxit axit Đó là còn thằng kia là gì Thằng kia là axit chúng ta không dùng Rồi à, Nhớ thầy là một hôm trước thầy dạy cho bạn có một công thức thôi Và tất cả các phản ứng sau này luôn à, Nó cho dù ô khử như thế nào Thì em cũng dùng đúng một công thức bản quyền của thầy để mà làm việc Đó là gì Đó là khoảng cách Thấy chưa Khoảng cách số oxy hóa nhân cho số nguyên tử thay đổi nhân cho mol chất a bên này tương tự mol chất b đó điều quan trọng là em phải biết ab dùng khi nào đó ab chúng ta sẽ ưu tiên cho đơn chất và oxit còn nếu mà axit bao giờ mua nước mà nó nhúng nhau á thì nó đều thay đổi á thì ai nhiều hơn thì mình theo người đó được chưa ai mà thương mình nhiều hơn thì mình theo người đó em ơi từ 2 lên 3 khoảng cách là một nhưng đây chúng ta thấy hai sắp thay đổi như vậy chỗ này nó sẽ bằng một nhân 2. Còn ở đây mình thấy là từ 6 em về 4 và có một lưu hình thay đổi thì chỗ này nó sẽ là 6,4 nó sẽ là 2. 22 thì đủ rồi, thêm đặt đây dấu chấm dấu chấm. Cái đó mình đi cân bằng FE, bên này 2 FE này, 2 FE đủ này. 1S với lại đây là 3S là 4S này, đây là s này. À, 2C, 2C đủ này. À, 8H thì đây là 8 này. Đó. Sau đó đây 4 là đủ và như thầy đã nói các bạn là gì chúng ta muốn làm muốn kiểm tra được chúng ta đúng hay sai thì chúng ta sẽ căn cứ vào oxy oxy đây là 2 x 3 là 6 6 với 16 là 22 đây là 12 này 12 với 2 là 14 14 14 là 18 18 với 4 là 22 độ như vậy phương trình này được cân bằng và cái mấu chốt của bạn khi bạn ghi tất cả những phản ứng của kim loại hoặc là hợp chất của sắt với hai 4 đặc nóng thì bạn đầu tiên Mình nhớ thầy đó là tất cả nó đều về mua sắt 3 là f 2 S4 tất cả 3 à, bây giờ nếu mà đằng trước nó là sắt 3 nó không thay đổi thì đằng sau nó cũng không đổi luôn thì ở đây nó sẽ không sinh S2 trước sau nó không thay đổi tức là trước là sắt 3 sau sắt 3 thì nó sẽ sinh ra muối sắt 3 và nước thôi nó không sinh ra sản phẩm cử lại đâu hai nhớ điều đó thầy còn nếu mà nó tăng được nó tăng được thì nó bổ giảm được thì chắc chắn có SpO2 thế thôi. Cái mấu cho các bạn là cần phải biết khi nào có SpO2 và khi nào không có SpO2 thế thôi nha.